đó, thì em hỏi mọi người đó, đó đúng là đúng cái gì, tài sản của con người ta mà chỗ tranh giành bất chấp mà kêu là đúng cái gì, đúng không cả nhà? À, đúng rồi, đúng lắm, vừa oan lắm, oan thì màu, oan là oan tội chưa xử á, chứ đừng nói là oan. À, gia đình 6 7 8 là oan cái tội chưa xử á. Với con ve, đặc biệt là con ve, là con nước lên cái gọi là gì, cái đồ mà bao thanh thiên á, cho nó lên thăng đường luôn, rồi cho nó đi về nơi xa luôn. Đó, con ve á, con nó là cái con độc ác tham lam. Còn 6 7 8 cái con sèo á thì cũng cho đi luôn, cho đi về nơi xa luôn. Thành phần đó, thành phần quỷ chứ đâu phải người, đồ quỷ ma yêu tinh yêu nhện nó đầu thai ra, chứ đâu phải con người. Tại sao mà ông chú Năm ông ấy tài đức vẹn toàn, còn đây cái đám này là cái đám khổ rách áo ôm đầu đường xó chợ, đầu trâu mặt ngựa, tụi này đâu phải con người đâu cả nhà. Tụi này nó đầu thai nó báo người ta chứ đâu phải đầu thai là anh em gì đâu, đúng không? Tụi này nó đầu thai nó là báo hại người ta, nó báo ở người ta xong cái là nó hút máu, nó ăn thịt, nó ăn tươi nuốt sống người ta, rồi giờ còn cái xác thối nữa giờ nó cũng ăn luôn đó, nó cũng ăn luôn đó. Nên tại sao mà cả tất cả các khán giả đó, ai cũng thương Hồng Loan đó. Còn cái đám này thì thôi rồi, ai cũng khinh bỉ, ai cũng ghét bỏ, chỉ có đám ve con là nó vô nó cãi thuê khóc mướn, là nó vô nó khen gia đình nhà chúng nó, đúng không? Khen gia đình nhà quạt xèo hót lao với khen gia đình bên khu vực con ve, chứ người bình thường người ta biết suy nghĩ, người ta đâu có ngồi đó mà giành đến mức độ đó, đúng không? Không có ai giành, nói cho mà biết luôn. Còn đạo đức cái không, đạo đức lương tâm tự biết, đúng không? Cạn lời, đúng rồi đó, đúng rồi đó, cạn lời đúng rồi. Bây giờ là không còn một lời nào để nói với cái đám loại người 6 7 8 với con ve chó, đúng không cả nhà?